sẫm sần nhạc vui quá vui, tiếng cười mừng uyên ương xanh tươi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đàn, rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như bao vui trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin phép bỏ gái, tôi đại diện họ trai, tôi xin giới thiệu thành phần của gia đình họ trai trong bữa tiệc hôm nay. Đầu tiên là bà ngoại của Hoàng, người thứ hai là cậu họ, cậu Công, cậu họ của Hoàng, tôi là ba của Hoàng, đó là mẹ của Hoàng, tiếp là cô của Hoàng, cô Nghiêm của Hoàng, chú Thám, chú ruột của Hoàng, tiếp theo là đây là cậu bốn. Cậu bốn Tùng, cậu ruột của Hoàng. Tiếp theo là cô Năm, chị Năm đó, chị ruột của Hoàng. Tiếp theo nữa là Đạt, anh Đạt, anh sinh năm chồng của cô Năm. Tiếp nữa là Diễn, chị ruột của Hoàng. Vợ bốn, chỗ đây mà vợ bốn, vợ cậu bốn Tùng. Tiếp tục là Diễn Tám, vợ của Từ 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 đi. Mai mày xin lên nữa.
Rồi mình làm đi cô chú. Căn nhà. Từ chậm chậm đi. Bán không? Cậu mở ba kim thấm ở Mỹ
cho vợ chồng Hoàng 1.000 đô. Rồi, tươi lên giùm con nha. Tươi lên. Hai, ba. Đúng rồi. Chị cầm cái tay sơ xuống. Đúng, đúng, đúng. Đúng, cái tay nhiều rồi. Đúng, đúng. Đúng lẹ. Bây giờ lại lẹ đi xuống. Đúng rồi. Nhẫn đeo vô bàn tay luôn. Rồi ngước lên, chạy chưa chạy. Lại, chưa để bàn nào đeo. Rồi ngước tôi giùm em nha, quay mấy cái tay chị ơi, đừng nhìn cái tay mét nó. Ông em, hôm nay là cô dưỡng bố đi mạng ở Mỹ cho vợ chồng Nathan Lô. Đưa tôi cho cháu đi. Vợ chồng lược hồng con cô bốn khi mạnh ở Mỹ cho vợ chồng Hoàng 2.000 đô. Cháu Thanh con cô chị Lan Hoàng ở Mỹ cho Hoàng 5.000 đô. Vợ chồng anh Tú chị Nhạn con cô bốn khi mạnh ở Mỹ cho vợ chồng Hoàng 3.000 đô. Vợ chồng Kim Tuấn, vợ chồng anh Tuấn chị Kim, con của cô bố kia hạng ở Mỹ cho 2.000 đô. Chú Kim Quang chị Lan ở Mỹ cho vợ chồng Hoàng 1.000 đô. Cô Diệu bốn tiên hạnh ở Mỹ cho vợ chồng Hoàng 500 đô. Cô Hạc Diệu Phương ở Mỹ cho vợ chồng Hoàng 3.000 đô. Anh Hai Huy của Hoàng cho vợ chồng Hoàng 2 tỷ vàng. Chị Liên là cô Lan của Hoàng, vợ chồng chị Liên, vợ chồng chị Liên, vợ chồng Hoàng cùng chị Nhã. Tháp ba băng xuống từ, tháp ba băng xuống, đó, từ từ, tiệc vô xíu, đóng rồi, anh lấy vô chứ, anh giống, tươi giùm em nha, từ từ, tươi lên giùm em, hai ba. Tiếp tục là xin giới thiệu chị Yến, chị của Hoàng tặng cho vợ chồng Hoàng một chiếc nhẫn. Rồi giữ em quay ra đây giùm em ơi, tươi nha. Quay lên đây nè. Giống như lên đây luôn. Vợ chồng Yến một chiếc nhẫn ở đây rất là đẹp. Cái câu đấy, cái câu cuối cùng là anh tìm ra. Còn ai? Chị ơi, tươi nha. Tươi nha.
kính mai tặng cho Hoàng, vợ chồng Hoàng một chiếc nhẫn. Rồi, giữ em quay qua đây giùm con đây, tươi nha. Rồi, còn ai mời tiếp đây. Chẳng ai nữa. Chẳng từ lâu
năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nô và ngày đám cưới qua mời thì khăn đông áo dài đi nhau kế, mừng có sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng.